Vâng, xin chào mừng các bác trở lại với trang kính cổ ngày xưa. Ngày nay giới thiệu mấy cái kính cổ bọc vàng của Pháp và của Đức. Trước tiên lên mã số 01, đó là Rolex size 35 bọc vàng của Đức, size 135 là size to, size bay tương đương size 140. Đấy, rất là rõ ràng nhá. Cầu giữa này 1/20 12K. Cam bên trái 135 rôn tóc. Đây là dòng mắt treo nhá, bác nào không thích sau này bỏ mắt đi thay mắt cận lão viễn loạn. Thế là dòng này đeo rất nhẹ nhàng, đa phần các bác sau này có tuổi hay bỏ mắt đi thay mắt cận thị lão thị viễn thị rất ok. Rolex tóc size 35 và vàng của Đức Cao Xa xưa thập kỷ 1950. Hàng chuẩn đau nhất thì bao giờ sẽ nó bền màu hơn so với sản xuất ở thứ hai, thứ ba. Một số nước châu Á mà ngày nay rất nhiều lượng giả danh tranh của sơn em bán là live stream trang mạng xã hội. Nó đăng ký kênh rất lớn 10.000, 20.000 người. Nguy hiểm hơn trả trộn hàng tàu Trung Quốc vào thì bác hết sức lưu ý những đối tượng đấy. Vâng, Rolex tóc Đức Cao Xa xưa size 35 thập kỷ 1950 của Đức giá 4 triệu 3 hoặc là 4.300k nhé. Mã số 01 sẽ hạ xuống. Tiếp theo là mã số 02. Mã số 02 đây là con Amor La Lúa bọc vàng của Pháp xưa thập kỷ 1950, size 140. Rất rõ ràng nhé. Mọi thông tin chi tiết về kính luôn luôn ghi bên dưới video và kèm theo địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất rõ ràng. Đây là dòng mắt treo, mắt Meca. Thì bác là sau thích bỏ mắt đi thay mắt cận lão viễn, tức là cận thị, lão thị, viễn thị, loạn thị. Gì giá rất êm ái, đây là Amor La Lúa bọc vàng Pháp xưa. Cầu giữa nó có chữ Amor và hai bên là hai chuyện vuông hai bên. Con này là nó là cầu to cầu đều, cầu đều, bản to bản đều. Đấy. Amor La Lúa bọc vàng của Pháp xưa, thập kỷ 1950 sang 40, mã số 02. Có giá là 4 triệu 3 hay là 4.300k. Có giá là 4 triệu 3 hoặc là 4.300k nhé. Tất cả sản phẩm bán ra đều được bao chiếc bao test toàn cầu trên toàn ấn phẩm, bác yên tâm về giá cả và giá sản phẩm. Về hình thức buôn bán và theo dõi nó hàng em đều ghi bên dưới video, thời gian từ 7 giờ đến 23 giờ, từ 7 giờ đến 11 giờ tối. Tất cả ngày trong tuần không nghỉ nào, kể ngày lễ Tết, với điều kiện bác điện thoại trước. Tránh tình trạng đơn xuất quá nên bị thẩm định định giá đầu cổ xưa, bác điện thoại trước em nguyên tiết bán từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa. Lắng nghe thấu hiểu tư vấn về đồ cổ xưa, đảm bảo pháp nhân pháp lý. Đấy, em khuyên cáo nó mua bán này nên mục sở thị nhà có làm sao ăn vạ, tuyệt đối không mua cái địa chỉ công cộng cộng đồng, địa chỉ linh tinh, địa chỉ lung tung, địa chỉ nơi nhà nơi. Mình phải lựa chọn cái địa chỉ lâu năm có thương hiệu, địa chỉ số điện thoại phải gắn liền song hành hơn 20 năm. Đấy, mua bất kể kính cổ đồ cổ xưa, mua ở những cái nhà sưu tầm nó có hàng trăm kính cổ, hàng nghìn kính cổ, đồ cổ đồ xưa cũng thế, quần áo hàng hiệu cũng phải thế, chứ còn không được mua cái địa chỉ là không được. Đặc biệt đối tượng bán trên cái trang thương mại tử, trang mạng xã hội đa phần nó không được địa chỉ, mua số điện thoại không thì tuyệt đối không. Đó là mã số 02 em hạ xuống. Bây giờ em chuyển sang mã số 03. Rất nhanh thôi ạ. Mã số 03. Chi đèn Midas bọc vàng size 140. Dáng đòn gánh. Đây là dòng kính của Anh quốc xưa. Mắt thủy tinh màu nâu trà đậm. Cái mắt thủy tinh nâu trà đậm này nó có một điểm rất hay. Đó là khi trời nắng mùa hè này thì nó cản nắng rất ok. Và rất là dâm, rất là dễ chịu. Tuy nhiên thì nó là cũng tùy theo một cá tính sở thích của một số bác. Có bác thích màu trà nhạt, có bác thích màu xanh, có bác thích màu trắng, và đó là cái sở thích cá tính còn tùy từng người. Chi đèn Midas bọc vàng Anh quốc xưa, dáng đòn gánh, khi số đòn gánh ra thì hãng này ra luôn, dáng rất giống số đòn gánh nhé, những bảng thì nó bé hơn số đòn gánh chính, nhưng mà giá cả thì rất là êm ái. Đây là mã số 03 nhé. Chi đèn Midas bọc vàng của Anh quốc xưa giá là 7.4 triệu, hay còn gọi là 7.400k. Quy trình mua bán phải rõ ràng, bác nào chuyển khoản 3 ship, 3 ship code phí luôn là cọc 100k. Đấy, và thời gian gửi hàng từ 1-2 ngày, chậm là 3-4 ngày. À, cầu giữa cái này nó có tóc 20/1000 GF, càng trái số 140, càng phải là Chilean Speed Up. Đấy, cầu giữa nhá, càng phải nhá. Tiếp theo trái nhá. Rất là rõ ràng.
đó là mã số 03, 7 triệu 4, chi tiền nguyên đáp. Bây giờ chuyển sang mã số 04. Mã số 04 là Amo dáng chữ H size 145. Con này thời điểm năm ngoái về nhiều lắm, năm nay lại về thêm, vừa rồi là thêm mấy cây mà giá rất êm. Con này size 45 rất là to. Bác nào mà chán cao mua dòng sân đình mặt vuông chữ điền đeo có chất nổi rất đẹp. Đặc biệt là những cái bác nào mà thích sau này không thích mắt màu nâu tràng này bỏ đi thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị rất là ok. Đây là mắt thủy tinh màu nâu trà. Đây là bản kẻ sức, gọi là phiên bản limited edition của Pháp xưa thập kỷ 1950. Cái dòng này thì đa phần là ngày thập kỷ 50-60, diễn viên gạo cội một số như Marie Moret và rất nhiều diễn viên nổi tiếng của Pháp và của châu Âu, họ rất hay đeo. Cầu giữa là 5-4-20 và cái triện vương. Càng trái là số 145, càng phải là 145 Amor Frame Răng C. Đấy, nhận rất rõ ràng, thông tin thông số kỹ thuật em lúc nào cũng nói rất là rõ ràng. Đấy, càng trái này. Đó, rất mới rất đẹp của Nguyên Zin nhá. Vâng, đây là mã số 04, có giá là 6 triệu đồng hay gọi là 6.000k. Hàng thật thì bọc vàng hàng sáng hàng gương, hàng giả hàng nhái những trẻ của đêm 3 4 ngày. Và nó được hàng giả hàng nhái thì nó sẽ không giấu địa chỉ, không bằng công khai chỉ đâu. Đấy là kinh nghiệm. Những năm tháng buôn ba ra ngoài em luôn luôn rút ra kinh nghiệm chọn những nhà sưu tầm lâu năm mua bán mới yên tâm được, và phải mục sạch ở nhà có làm sao mà được. Đấy. Vừa rồi là các độ chia sẻ quan điểm nhá, lớp lại đời. Vâng, phiên kính ngày hôm nay kết thúc. Bác nào mà chưa kênh của em có thể đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video và nút điện quả chuông để mỗi khi lên video thì đăng nút sẽ gửi nhắn rất nhanh đến số điện thoại bác. Vâng, xin chào tạm biệt bác.